Ngày 29 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và nắm tạm giam đối với Nguyễn Hữu Thực 1999, trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội, về hành vi giết người. Theo điều tra, 0:45 ngày 21 tháng 10, Công an phường Khương Đình thu được tin báo về việc tại một ngôi nhà ở phố Bùi Sương Tra chờ xảy ra vụ giết người. Khi đến hiện trường, công an xác định trong ngôi nhà 2 tầng có một nam thanh niên với biểu hiện sợ loạn, y phục dính nhiều máu. Tại tầng 2, có một nam thanh niên khác tử chiến trong tư thế nằm ngửa ở sàn nhà. Đồ đạc trong phòng bị xáo trộn, có nhiều dấu vết của việc vật lộn. Nam thanh niên nghi ngờ là Nguyễn Hữu Thực bị đưa về cơ quan công an để điều tra, co nợ nạn nhân là anh L. Giờ. Hờ. 1987, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Theo lời khai ban đầu của Thực, tháng 7 năm 2019, Thư Cờ làm nhân viên tại mô tờ quán bar ở quận Hoàng Kiếm, nên quen anh Huyện, một khách thuộc của quán. Sau đó, hai bên đã bàn bạc số điện thoại. Tối 20 tháng 10, anh Huyện nhắn tin rủ Thực đi uống cà phê, nói chuyện một tiếng, rồi anh Huyện rủ Thực về nhà một người chơi ở phố Bùi Sương Trạc để sử dụng ma túy. Tại đây, đã có ba thanh niên nam, nữ ngồi chờ. Cả nhóm sử dụng ma túy đá đến 0:00 ngày 21 tháng 10 thì ba người kia khóa cửa, đi mua đồ ăn. Khi căn phòng chỉ còn lại hai người, anh Huyện đã rủ Thực quan hệ đồng tính, tuy nhiên Thực phản kháng. Lúc này, Huyện đã lấy một con dao nhọn mục đích dọa cho Thực sợ để đồng ý quan hệ. Thực lùi lại về phía cuối giường thì bị Huyện khua dao trúng, làm Thực bị yêu đương ở tay. Tuy bờ đo, Thực tức giận, dấn thân cướp dao và đâm nhiều nhát, khiến anh Huyện tử chiến tại chỗ. Hơi nợ, vụ án đang được Công an quận Thanh Xuân điều tra mở rộng.